Chủ nhân của trang trại cà cuốn được xem là độc nhất ở miền Tây hiện nay là anh Cao Nguyễn Đô Lăng ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Trong lúc đang loay hoay tìm kiếm giống vật nuôi phù hợp lại mang về giá trị kinh tế cao, thì anh Lăng tình cờ phát hiện một người bạn ở Tây Ninh đang có mô hình nuôi cà cuốn rất hiệu quả, nên anh Lăng đã đến tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm. Ban đầu, dù chưa biết nuôi loại côn trùng này như thế nào, liệu đem về miền Tây rồi có bán được hay không, vì loài này trước đây thường sống ngoài đồng ruộng, không ai thèm bắt. Thế nhưng người đàn ông này vẫn đánh liều, mua hẳn 100 con giống về nuôi thử. Cà cuốn là một trong những nhóm côn trùng có kích thước lớn nhất hiện nay. Theo anh Lăng, loài côn trùng rất dễ nuôi, không bệnh tật, lại nhẹ công chăm sóc. Nguồn thức ăn cũng rất dễ tìm, chủ yếu là cá nhỏ, nhái, dế, cào cào, châu chấu. Môi trường sinh sống của cà cuốn vô cùng đơn giản, vì là loài lưỡng cư, sống được dưới nước lẫn trên cạn. Do đó, ông chủ trang trại này đã xây những bồn nuôi bằng xi măng, bên trên có nắp đậy bằng lưới để cà cuốn không bỏ ra ngoài vào ban đêm. Ngoài ra, anh Lăng còn thả thêm rong rêu, lục bình vào bồn để tạo môi trường thủy sinh để cà cuốn sinh sống. Bên cạnh đó, những cây gỗ cũng được đặt xung quanh bể để chúng bám vào đẻ trứng. Mỗi bồn như thế có thể nuôi khoảng 50 con cà cuốn bố mẹ. Nói chung cái con cà cuốn này là mình bán ở đây là chủ yếu là mình bán giống nhiều. Đó. Rồi như lâu lâu thì mình gom lại 1-2 ký thì mình sẽ gửi chỗ cái tiêu thụ như ở Tiền Giang, thành phố, tặng cho người ta đưa vô nhà hàng. Giờ thấy nuôi cũng có hiệu quả rồi, xuống bữa nay xuống mua thêm. Cũng thấy thì cái môi trường nuôi thì nó cũng dễ, rồi cái hỏi Lăng là cái cách nuôi đồ này kia chỉ thì thấy nó cũng gọn, rồi cách cho ăn rồi nó cũng tiện. Nuôi cà cuốn mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi sau khi nở 45 ngày, người nuôi có thể xuất bán cà cuốn thịt với giá từ 35 cho đến 40 ngàn đồng một con. Riêng cà cuốn bố mẹ có giá khoảng 200 ngàn đồng một con. Giá trị của loài côn trùng này là túi tinh dầu ở phần ngực. Ở con đực, tuyến này phát triển mạnh hơn con cái. Tinh dầu này nhẹ hơn nước, cho thoảng ra một mùi đặc biệt gần giống như mùi quế, thường được dùng như một loại gia vị quý giá được pha chế vào nước mắm, không thể thiếu trong các món ăn truyền thống có hương vị nổi tiếng của ẩm thực Hà Nội truyền thống. Sau 3 năm thử sức với giống vật nuôi mới, giờ đây anh Lăng đã sở hữu một trang trại cà cuốn với quy mô 4.000 con lớn nhỏ, đủ để cung ứng con giống ra thị trường và các nhà hàng quán ăn. Với mô hình này, hàng tháng anh thu về từ 30 đến 40 triệu đồng, mỗi năm ước tính khoảng nửa tỷ đồng. Hiện nay ngoài việc bán con giống, anh Lăng còn hướng dẫn cách nuôi, thiết kế bồn nuôi cho những ai muốn phát triển loài côn trùng hái ra tiền này. Đây là chuồng hơn 120 con rắn hộ hành của ông Lê Thanh Bình ở xã Tân Phú. Số rắn này đều được ông bắt và thuần hóa từ tự nhiên. Ông Bình xây chuồng rồi lót sơ dừa trơm tạo môi trường thuận lợi, vừa giúp rắn sinh trưởng, vừa tăng sức đề kháng vì không để cho chuồng ẩm ướt, rắn sẽ ít mắc các bệnh nấm da. Đặc biệt người nông dân này rất am hiểu đặc tính của rắn. Hàng ngày ông Bình bẫy chuột, soi nhái và nuôi cút để làm thức ăn cho rắn. Sau 3 tháng, rắn mới nuôi có trọng lượng từ 100 đến 200 gram, giờ đã tăng hơn 400 gram. Với giá bán 350.000 đồng một ký được các nhà hàng, quán ăn thu mua, tính sơ sơ, ông còn lời 200.000 đồng một ký. Rắn hổ hành là loại rắn không có nọc độc, an toàn trong việc nuôi dưỡng. Hiện nay, loại rắn này đang được thị trường ưa chuộng, nên mô hình này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.